Bây giờ xin mời bà con mình nghe chương thứ 15, tức là chương cuối của truyện dài Dòng sông Cỏ Ngục của tác giả Chu Sa Lan. Chiếc Alpha 12 từ từ cập vào cầu, nhảy lên bờ hiệu tất tả bước về phía dãy nhà tiền chế nằm trơ vơ trong góc phải của căn cứ. Đó là bộ chỉ huy của gian đoàn 71 Thủy Bộ. Vừa mở cửa chưa kịp bước vào, anh nghe giọng nói của đại quý Bành văng vang. Khi nào trung sĩ Hiệu về bảo vào trình diện tôi ngay lập tức. Trong thấy Hiệu, hạ sĩ Nhất Tân phụ tá bí thư nói lớn. Á trình chỉ huy trưởng, trung sĩ Hiệu vừa về tới. Bước vào phòng, Hiệu giơ tay chào đại quý Bành, giơ tay chào trả vị chỉ huy trưởng gian đoàn 71 Thủy Bộ ra dấu cho Hiệu ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt ông ta. Chăm chú đọc giây lát, ông ta ngước lên nói. Tôi vừa nhận được công điện của chi khu Bến Lức. Ông chi khu trưởng rất hài lòng về sự hợp tác của anh, nhất là trong công tác yểm trợ hành quân. Thấy Hiệu vẫn im lặng, ông ta dừng lại giây lát mới lên tiếng. Anh có ý kiến gì không? Ngần ngừ giây lát, Hiệu mới nói. Thưa chỉ huy trưởng, tôi chỉ thi hành lệnh. Dường như hiểu ý nhân viên vẫn còn hờn mát về việc cũ, đại quý Bành nói với giọng thân tình hơn. Tôi biết anh còn buồn về chuyện cô Hiền, nhưng anh cũng hiểu là vì mình phải đặt nhiệm vụ lên trên hết. Cô Hiền nhờ chi khu nói với tôi xin việc phái dài hạn chiếc Alpha 12 cho làng Lương Hòa. Theo tin tức tình báo thời tụ Việt Cộng sẽ đánh lớn như hồi Tết Mậu Thân. Anh lãnh ha, dầu và súng đạn rồi trở lại Lương Hòa. Đại quý Bành dừng lại, hiểu ý Hiệu đứng lên chào đoạn bước ra ngoài. Qua phòng tiếp liệu, anh làm giấy xin lãnh dầu, thức ăn và súng đạn xong, hối hả trở lại tàu. Mình lãnh dầu hả anh Hiệu? Cam hỏi và Hiệu trả lời gọn. Đầy dầu, đạn tối đa, gạo sấy và đầu hộp. Nhìn vào danh sách, Cam le lưỡi. 10.000 viên đạn M16, 20.000 viên M60, 10 thùng lựu đạn M26, 20.000 viên đạn 50, 5.000 viên đại bác 20 ly, 20 thùng lựu đạn M79. Trời ơi, nhiều quá khiên cục xương sống anh Hiệu. Mình cười phụ họa. Lãnh nhiều quá bắn sao cho hết anh Hiệu. Hiệu cười cười, mình sẽ chia cho ba chung phân nữa. Nhìn bốn nhân viên dưới quyền Hiệu nói tiếp bằng giọng nở đùa nở thật. Bốn đứa ráng khiêng đi, mình lấy đạn đổi cà phê, thuốc lá, hủ tiếu và rượu với ba chung. Đạt xen vào, tao chịu ý kiến của anh. Gật đầu Hiệu nói với bốn nhân viên của mình. Mấy em coi đạn cũ mình không xài đem cho ba chung, họ cần đạn M16, M60, lựu đạn và phóng lựu. 3 giờ chiều, chiếc Alpha 12 nặng nề ngược con nước ròng băng qua cầu Bến Lức. Hiệu khe khẽ thở dài khi thấy bóng cổ Huệ thấp thoáng sau dãy nhà lợp tôn. Trăng thượng tuần tỏ ánh sáng mông lung, mặt sông mờ mờ như có sương. Hàng dừa đang thẳm xen lẫn với khóm cây cao. Chiếc Alpha 12 giật giờ theo con nước nhận lớn. Hiệu ngồi bó gối trên môi tàu, cạnh anh Tánh cũng im lìm ngồi trên ghế lái. Ly cà phê lạnh tanh, hấp một ngụm Hiệu nhăn mặt, hướng về Đạt đang ngồi dựa ngửa nơi ủ súng Đại Liên 50, Hiệu hỏi lớn, Ê Đạt, mình còn cà phê không? Đạt đáp với giọng nhồi nhựa như ngáy ngủ, ai còn, tôi để dưới hầm. Vừa nhóm dậy định đi lấy cà phê, nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại ngồi chỗ cũ. Có tiếng nhạc văng vẳng, dường như là bản anh đi chiến dịch của Phạm Đình Chương, vì anh nghe được mấy câu. Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than, thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy. Thấy nỗi xót xa của kiếp đỏ đầy, anh đi. Hiệu khe khẽ thở dài vì cảm thấy buồn buồn khi nghĩ tới một điều. Chiến tranh đang trùm lên mọi phần đất của Việt Nam Cộng Hòa. Người chết mỗi ngày, bên này chết, bên kia chết, vì tham vọng điên cuồng của Cộng sản, vì lòng tham không đáy của tư bản. Hiệu cũng biết là chế độ mà anh đang sống không phải là chế độ hoàn hảo, nhưng ít ra anh cũng có được tự do, thứ tự do tối thiểu. Anh được quyền suy nghĩ theo ý mình, anh được tự do sinh sống, ăn nói và phát biểu tư tưởng của mình, anh được tự do yêu thương, đó là điều mà anh quan tâm hơn hết, bởi vì không có thương yêu con người không còn là con người nữa. Đang suy nghĩ, Hiệu giật mình khi nghe tiếng súng nổ cùng với đạn lửa bay đầy trời. Anh Hiệu, súng nổ! Tánh lên tiếng và Hiệu gật đầu, chắc động đâu đó hướng trả cứu. Alpha 12, đây Bravo! Hiệu quậy quậy nhấc lấy ống nói của máy 46. 12 nghe Bravo!
Giọng nói của người nào đó trực phòng hành quân nghe lạ lạ, chắc là dân mới về, Hiệu nghĩ thầm. Một đơn vị của Bắc Bình đang đụng nặng cần anh em trở hỏa lực và tải thương. Tọa độ 171345 cộng 214368, nhận rõ trả lời. 12 nhận Bravo 5 trên 5. Buồn áo nói Hiệu bảo Tánh đang loay hoay đổi đài của chiếc radio. Mình đi trả cứu. Tánh đề máy tàu, chiếc Alpha 12 quay mũi về hướng Tây, vừa qua khỏi khúc quanh Hiệu và thủy thủ đoàn, nghe tiếng súng nổ rang rang và đạn lửa bay đầy trời. Đội lên đầu cái nón sắt và mặc áo giáp xong, Hiệu ra lệnh cho Tánh chạy sát vào bờ Bắc, cũng như tất cả ổ súng lớn đều quay về hướng Nam sẵn sàng tác xạ. Càng tới gần Hiệu càng nghe tiếng súng nổ lớn hơn và nhiều hơn, tiếng lựu đạn nổ y ầm. Vào tần số mà phòng hành quân đã cho, Hiệu mở máy liên lạc với đơn vị bạn. An Sương, đây Alpha 12. Có tiếng xè xè phát ra rồi một giọng nói trắng rỗi vang lên. An Sương nghe Alpha 12. Tôi thấy anh rồi, anh cần gì xin cho biết. Tôi cần tản thương, mấy thằng con của tôi sẽ ra bờ sông để anh tản thương, nghe rõ trả lời. Tôi nghe anh 5 trên 5. Thấy trong bờ, ngay chỗ đám cây khô có ánh đèn chớp tắt, Hiệu ra lệnh cho Tánh ủi vào. Bảy cái xác được lính khiêng lên tàu cùng với một số bị thương. Chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra giữa sông, đoạn xuôi con nước về bến lức. Hiệu liên lạc với phòng hành quân xin xe cứu thương chờ sẵn, để chở thương binh tới bệnh viện. Ba người đàn ông đứng trên bờ mẫu nhìn về hướng làng Lương Hòa, đó là Đỗ Vịnh, Mùi Tình và Nguyễn Văn Lan, tiểu đoàn phó cổ Vịnh. Cả ba đang bàn luận kế hoạch tiến công Lương Hòa để làm bàn đạp đánh bến lức. Hít hơi thuốc thật dài xong thở khói ra từ từ, Vịnh cất giọng khàn khàn, có lẽ vì hút thuốc nhiều. Đúng 2 giờ sáng mai, ba cánh quân chúng ta sẽ đồng loạt công kích vào hai mục tiêu chính của địch, đó là Cầm Chân thằng Hiệu và Săn Bằng cái Đồng. Nhìn Mười Tình, Vịnh nói bằng giọng nghiêm nghị, đồng chí chỉ huy đại đội du kích dưới quyền tìm cách quấy phá thằng Hiệu để nó không có thời gian bắn em trợ cho con Hèn và thằng Trung. Đồng chí Lan dẫn hai đại đội bắt từ bên hông nhà thờ đánh vào, còn tôi chỉ huy hai đơn vị với tiểu đội súng nặng sẽ đánh thẳng vào mặt chính của đồn. Ta chỉ có 2 giờ để thanh toán mục tiêu, vì lâu hơn, lính từ quận Bến Lức hoặc lính của sư đoàn 25 từ Lương Hòa Hạ sẽ kéo tới giải dây. Mười Tình bà Nguyễn Văn Lan im lìm suy nghĩ, dường như cả hai đều nhận ra tình thế khó khăn của họ, nhất là Mười Tình. Hắn biết rành hơn hai đồng chí của hắn về hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt do thằng Hiệu chỉ huy. Đã đụng với chiếc tàu sắt nhiều lần, hắn không tin đại đội bị mẹ của mình có đủ sức quấy phá hoặc Cầm Chân thằng Hiệu không cho nó sử dụng hỏa lực hùng hậu yểm trợ cho Hèn và Ba Chung. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn ngần ngại không dám nói vì sợ làm mất lòng Đỗ Vịnh, và nhất là sợ bị khép vào tội bất tuân lệnh thượng cấp. Do đó dù không tin tưởng cuộc tấn công vào làng sẽ thành công, nhưng Mười Tình phải làm thinh làm theo lời chỉ huy của Đỗ Vịnh. Hai đồng chí có ý kiến gì không? Đỗ Vịnh hỏi, phục vụ dưới quyền chỉ huy của Đỗ Vịnh hơn 3 năm. Do đó Nguyễn Văn Lan biết nhiều về tính tình độc đoán và chuyên chế của thượng cấp. Vịnh không thích nghe ý kiến của bất cứ ai nằm dưới quyền chỉ huy của mình. Dường như đánh hơi được điều này cho nên Mười Tình cũng nín khe. Lát sau hắn mới rụt rè lên tiếng. Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng, tôi cần có súng lớn để chơi lại thằng Hiệu. Hơi gật đầu cười, Đỗ Vịnh nghiêm giọng. Tàu sẽ tăng cường cho đồng chí vài xạ thủ B-40 và 57 không giật. Tuy nhiên đồng chí phải cẩn thận, chứ có bắn bừa ra. Bây giờ chúng ta hãy giải tán để lo điều động anh em. 1 giờ sáng, Hiệu ngồi co ro trên môi tàu. Bên cạnh anh, Tánh cũng ngồi im. Máy chạy nằm trong vòng chiếc Alpha 12 chậm chậm xuôi theo con nước lớn. Trăng sáng mông lung đổ xuống cảnh vật một màu vàng. Chút sương mù lãng đãng trên mặt sông rộng và vắng lặng. Mình chạy suốt đêm hả anh Hiệu? Ừ. Đáp cọc lóc câu hỏi của Tánh, lát sau anh mới từ từ nói tiếp sau cái ngáp dài. Tình báo cho biết Việt Cộng sẽ đánh Lương Hòa, có thể đêm nay hay đêm mai đêm mốt, đánh thì đánh đại đi cho rồi, chờ hoài mệt quá. Hiệu lại ngáp thêm cái nữa trong lúc đưa Starlight Scope lên quan sát. Nhờ ánh trăng sáng anh có thể thấy rõ cảnh vật dọc theo bờ sông, dãy nhà lá lụp xụp đen mờ mờ. Khoảnh đất rộng nơi tàu thường hay đậu sáng rực lên trong ống kính, những thân cây dừa cao đen, dãy nhà sàn nằm bên phải của khoảnh đất thấp thoáng ánh đèn nhà ai còn thức. Đột nhiên Hiệu chiếu ống kính vào dãy nhà nằm bên trái của khoảnh đất trống,
sau những thân cây dừa đen, có bóng người di động, buông Starlight Scope xuống hiệu nhấc lấy ống nói của máy 46. Hiền hậu, đen pha 12, nghe rõ trả lời. Giọng nói của Hiền vang lên nhỏ và chậm. Hiền hậu nghe anh pha 12. Hiệu thì thầm. Em hay anh ba có đưa con cái ra ngoài làm ăn không? Nghe rõ trả lời. Dạ không có, tụi này nằm tại chỗ. Em lặp lại, không có con cái làm ăn bên ngoài, có chuyện gì hả anh? Chưa kịp trả lời câu hỏi của Hiền, Hiệu thoáng thấy ánh sáng lóe lên từ trong bờ. Ê, diệt cổng bắn! Bật ống nói của máy 46 xuống, Hiệu nhảy tọt xuống sàn tàu. Cắt bùm, tạch tạch tạch. Đạn nổ rền trong đêm vắng kéo thành dây lửa dài lê thê. Đạn AK, trung liên nồi, thượng liên ghim vào vách sắt của chiếc tàu. Ngồi hợp đầu trong phòng lái, tánh tỏ ra rất bình tĩnh trong việc điều khiển cho chiếc Alpha 12 xoay ngang. Nhờ thấy các ổ súng 50-20 ly, khẩu đại liên 50 của Cam và khẩu M60 đằng sau lái, có thể bắn cùng một lúc, đạn lửa bay đầy trời, trích trong không khí tạo thành âm thanh tựa hồ như bò rống. B-40! Ngồi trên ổ súng đại bác 20 ly ở trên cao, mình la lớn khi thấy ánh lửa nhán lên trong đêm. Âm! Tiếng nổ khủng khiếp làm rung rinh con tàu, đẩy Hiệu té ngồi trên sàn, ngổn ngang vỏ đạn còn nóng hổi. Đặt nghiến răng quay ổ đại liên 50 vào ngay chỗ có ánh lửa vừa lóe lên. Hai khẩu đại liên phòng không, mỗi khẩu có 2.000 viên đạn, gầm lên âm thanh kinh dị, dội vào dãy nhà và khu vườn dừa cùng lúc với đạn đại bác 20 ly chạm nổ của mình, biến khoảnh đất trống trong bờ thành bức tường lửa đạn. Alpha 12, đây Hiền hậu. Hơi lời tai bóp cò, Hiệu chụp lấy ống liên hộp của chiếc máy 25 đặt ngay dưới chân. Alpha 12, nghe Hiền hậu. Hiệu nghe tiếng Hiền la trong máy. 12, 12, địch bắt đầu pháo vào đồng, anh có sao không? Hiền hậu, đây 12, địch bắn tàu dữ lắm nhưng anh vô sự, em có cần anh yểm trợ chưa? Tụi này đang bị sốc lô tô, chắc lát nữa mới cần anh bắn nghe, nghe rõ trả lời. 12, nghe Hiền hậu. Nấp sau gốc cây dừa, mười tình cũng như lính nghe đạn rít trong không khí, ghim vào thân cây bực bực. Khủng khiếp nhất chính là loại đạn chạm nổ làm cho cây cối ngã ầm ầm khắp nơi. Điều đó khiến cho chúng phải di chuyển loạn xạ để tránh bị cây đè. Cũng vì vậy mà chúng phải tạm thời ngưng bắn để tìm nơi ẩn nấp. Ngay cả hắn cũng phải nhào sang thân cây khác để tránh. Bùm bùm bùm. Lũ đạn nội anh em ơi! Đám quân du kích của mười tình la rầm trời khi nghe âm thanh giết người này. Âm âm âm. Hàng chục hàng trăm viên lựu đạn rơi xuống như mưa kèm theo tiếng nổ ì ầm vọng vang không ngớt, hòa lẫn với tiếng la hét kêu khóc của người chết thay bị thương. Mười tình nghiến răng giận dữ, song hắn cũng không có cách gì hơn là nằm bẹp tại chỗ để tránh bị banh thay vì lựu đạn. Hiện Ba Chung và toàn thể lính trong đồn vội vã ra khỏi hầm trú ẩn sau khi đợt 1J82 ly đầu tiên của địch chấm dứt. Đứng dàn hàng ngang trong giao thông hào sâu nửa người, họ thấy lấu nhấu bóng áo đen đang tiến gần hàng rào ngoài cùng, tiếng bộc phá nổ ầm ầm bay tung hàng rào kẽm gai. Xung phong! Tiện! Giết chúng nó! Tiếng người la mang rợ vang vang trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Lựu đạn gai bắt đầu nổ cùng với tiếng người kêu la vì bị thương. Nắm chặt trong tay ngòi bấm của trái mìn định hướng, Ba Chung im lìm chờ đợi. Phía bên kia Hiền cũng kiên nhẫn chờ tới lúc cần mới bấm mìn. Còn tất hầm sẵn đại liên M60 trong lúc tư đần cò thủ khẩu phóng lựu M79. Gần 100 tay súng của lính trong đồn được lệnh tử thủ. Cải luôn vợ con của họ, đàn bà cũng cầm súng, ném lựu đạn và con nít lãnh phần tiếp đạn. Bắn! Khẩu lệnh phát ra từ miệng của Ba Chung. Âm! Trái mìn định hướng đóng gục hàng chục lính địch. Súng nổ rền, AK, trung liên nồi, thượng liên M16, cơ răng, cạc pin Thompson M60, lựu đạn M26. Tiếng người la hét kêu khóc, khói súng bốc mù mịt, đổ bệnh cao mày khi thấy lính của mình khựng lại bởi hỏa lực mạnh mẽ và nhất là tinh thần chiến đấu kiên cường của những người lính làng, mà hắn nghĩ có thể đè bẹp họ bằng hỏa lực hùng hậu và quân số đông đảo. Lợi dụng giây phút địch ngưng tấn công, Ba Chung lo chỉnh đống hàng ngũ còn Hiền vội bóc máy xin yểm trợ. Alpha 12, đây Hiền hậu, nghe rõ trả lời. Hiệu chụp lấy ống liên hợp khi nghe giọng nói của Hiền. 12 nghe Hiền hậu, em đang bị tấn công hai mặt đông tây, nhờ anh trải chơi vài trái mãn cầu mừng các đồng chí có mặt trận, anh chịu không? Hiệu bật cười ha hả vì giọng nói tếu của Hiền. Dạ, tôi sẽ làm theo lệnh của xã trưởng với một điều kiện.
Hiệu nghe tiếng cười của Hàn Văn Văn trong ống liên hộp. Không, thi hành trước khiếu nại sau, anh mặc cả lệnh lẽ em nhốt anh vào văn phòng của em. Hiệu cười lớn quay sang nói với Cam, à, chị Hiền cần mình bắn che, em tiếp đạn cho anh. Vừa dứt liên lạc với chiếc Alpha 12, Hiền nghe tiếng hò hét cùng với tiếng súng địch nổi lên khắp nơi. Cánh quân đánh vào mặt đông của đồn có đại liên yểm trợ, còn cánh quân tấn kích vào cửa chính đang dùng chất nổ để phá vỡ hàng rào kẽm gai cuối cùng. Dù quân số ít hơn, song lính trong đồn vẫn cố gắng cầm cự chờ tàu bắn yểm trợ. Hiền hậu, đây Alpha 12. Hiền hậu nghe Alpha 12, em sẵn sàng chưa? Anh cứ bắn. Lệnh ban ra và lính trong đồn tức tốc rút súng giao thông hào và hầm nấp vì tàu sắt sẽ hải pháo để hủy diệt mục tiêu. Đang hò hét lính tấn công đổ bệnh chợt nghe hàng loạt tiếng nổ ì ầm vọng lại rồi sau đó là trận mưa lựu đạn rơi xuống khắp nơi. Từng thấy người bay tung thịt xương văng khắp nơi. Tiếng la hét than khóc hòa lẫn với tiếng nổ ầm ầm khiến cho đám lính của hắn mất tinh thần tức tốc thối lui trở ra khỏi hàng rào kẽm gai. Mưa lựu đạn rơi đều đều khắp mặt đông của ngôi đồn nhỏ bé, bắt từ hàng rào kẽm gai trong cùng rồi lan ra ngoài hàng rào thứ nhất, khiến cho đám lính chủ lực miền cổ đổ bệnh phải lùi lại thật xa tới tận ngoài đường. Quan sát tình hình, mười tình dẫn rung vì lính của mình phải mọc đầu dưới hỏa lực của chiếc tàu của thằng Hiệu. Ba ụ súng đại liên 50 của chiếc tàu sắt đã kèm cứng đám du kích quân không cho chúng ngóc đầu lên để bắn trả. Mặc dù có mấy khẩu B-40 và một khẩu 57 ly không giật, nhất là ổ súng nơi trước mũi tàu cứ tác xạ không ngừng nghỉ. Mẹ nó, đạn đâu mà nó bắn hoài? Mười tình lẩm bẩm trong miệng, biết nếu không dốc hết toàn lực để hủy diệt chiếc tàu sắt, hắn sẽ bị đổ bệnh khiển trách, mất chức vụ và sẽ bị đưa đi học tập. Do đó hắn phải có hành động liều lĩnh, hầu cố vãn tình hình nguy ngập. Bắn! Mười tình chụp lấy khẩu B-40 trong tay, một người lính vừa ngã xuống bên cạnh, đứng sổng lưng đưa khẩu súng lên ngang vai, nhắm vào khối sắt đen xì, hắn bấm cò. Cùng lúc đó ánh sáng chớp lên từ chiếc tàu, mười tình cảm thấy một vật gì nóng hổi đâm vào ngay ngực của mình, làm tê buốt thân thể. Tên đại đội trưởng du kích chết không la được tiếng nào, biết tin cấp chỉ huy đã chết, đám du kích mất tinh thần hô nhau rút lui. Được tin mười tình đã chết, đậu bệnh biết không thể nào tiếp tục tấn công được nên ra lệnh rút lui. Vừa chạy ra tới ngã ba, hắn nghe tiếng súng nổ rang đằng sau lưng. Hiền và ba chung đã mở cổng đồn dẫn lính truy kích. Ra lệnh cho Nguyễn Văn Lan đặt trung đội súng nặng để chặn đường. Hắn chỉ huy lính rút về hướng kinh sản. Hiền và Hiệu ngồi im sau lái tàu, mặt sông gần gần sóng. Nước xanh trong gần thấy đáy. Phía bên kia bờ sông, khóm dừa nước lã ngọn theo cơn gió chiều. Không gian thật tĩnh mịch, lẫn trong đó chút điều hiu của một ngày sắp hết. Tiếng chim bìm bịp bỗng rời rạc, Hiệu chợt thở dài, Hiền hỏi nhỏ. Anh buồn hả anh? Hơi gật đầu, Hiệu trả lời gọn. Ừ, anh buồn vì Minh chết và Cam bị thương. Hiệu lại gật đầu, lát sau anh mới trả lời trong tiếng thở dài. Mình còn quá trẻ, mới có 21. Hiền ứa nước mắt khi hình dung tới người lính thủy trẻ tuổi vui tính, chất phác và thật thà. Em cũng buồn, lính và dân của em cũng có nhiều người chết và bị thương. Ít ra mình cũng chưa có vợ con. Hiệu quay nhìn Hiền và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười thật hiền và ngây thơ. Cô xã trưởng của làng Lương Hòa còn giữ được nét bình dị của một cô gái sinh ra ở xứ đồng chua nước phèn. Anh yêu em. Hiệu thì thầm, Hiền mỉm cười sung sướng khi nghe ông thuyền trưởng dễ ghét tỏ tình. Không hiểu nghĩ gì nàng nắm lấy bàn tay của Hiệu và siết chặt lại. Có lẽ là một tỏ bày của tình yêu hoặc là một hứa hẹn. Hiệu vòng tay ôm lấy vai người yêu, chiều xuống từ từ trên mặt sông rộng. Lấp lánh ánh mặt trời, mấy dây cỏ một chậm chậm trôi giật giờ theo con nước rồng. Truyện dài Dòng sông cỏ một đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Chu Sa Lan và cảm ơn bà con mình đã theo dõi.